Nhiêu tiền cước hả chị? Dạ. 87.000. Dạ. 87.000 tiền cước. Ok. Dạ. Vậy cho vợ chồng luôn đi. Ủa sư phụ là ở đây. Vợ chồng đợi nhóc dưới rồi. Sư phụ ở đây từ 2002 tới giờ không? Ờ năm 2002 tới giờ. Dạ. Ờ coi kinh điển cũ. Hôm nay sư phụ nhiêu tuổi rồi? Nay năm 2. 2002 lâu lắm. Con chắc còn cái tâm con chưa tu được đâu. Nhưng mà vợ ở dưới kia, vợ túc ở dưới tường thiền, túc ở dưới chỗ người ta ngồi thiền. Còn là mấy sư ở chính giữa, còn mấy tụi con ở khúc trên đây. Rồi tối cũng gặp nhau nói chuyện rồi mình nay nó về cốc ở. Rồi hai vợ chồng ở sao được? Ôi nhóc về người ta vợ chồng lên ở bình thường. Vẫn còn cái ở đó có cặp vợ chồng có hai đứa con cũng ở. Cái đấy là dạng như mình cưu mang người ta mà phải không? Hay người ta lên tu? Đã lên tu thời gian thôi về. Ở đây là ví dụ như anh 21 anh lên tu vẫn được. Đó là vậy đó. Vẫn vợ nhưng mà phải xin phép, giấy phép là mà. Xin phép sư phụ. Giấy sư phụ. Thầy phụ cho vợ. Tu ở đây mình làm những việc gì sư? Đó, tưới cây đó, dây nước á, tưới cây, quét sân, rồi vậy thôi. Tưới cây, quét sân, thoải mái. Có ghi gì không? Có ghi chữ gì không? Không cần đâu. Cũng bỏ bát. Này là bỏ bát là lát nữa mình vô mình xếp ở trong. Một bịch đủ không? Hai bịch đi. Nghe là chưa hai bịch đi. Đại cô chưa đông lắm, hai bịch. Dạ. Bỏ đi hai bịch đi. Còn đường dưới một bịch đi. Dạ, cái này là của anh Tuấn ở ngoài Đà Nẵng, anh gửi. Dạ. Bỏ trên dây thì để cho mấy sư, bỏ bát cho mấy sư, mấy cô. Dạ, dạ. Em mới chưa mới cô đi đông lắm. Rồi con này mình đem xuống nhà bếp. Cái này là cái gì chứ? Dạ, chanh dây sư. Dạ. Chanh dây thầy. Trái chanh dây. Đem xuống nhà bếp đi. Nhà bếp đi, không mua bát hả? Không. Dạ, em đem xuống nhà bếp để cho dạ. Làm nước. Dạ, làm nước uống cho mát. Làm nước uống cho mát. Một trái nhiều khi nó không hợp. Dạ. Dạ. Vậy đem xuống bếp đi. Rồi vậy đem xuống bếp hết luôn. Dạ, dạ. Lan nữa. Lan nữa. Dạ. Dạ, ông hãy xuống nhà nhà bếp. Dạ. Thì thẳng xuống cái bếp, biết bếp đó là gì? Dạ, dạ. Ngay bếp đi thẳng luôn. Thẳng, đi gai đi. Đi gai, anh đi kia. Anh xuống luôn anh ơi. Chạy gai, chạy từ từ chậm thôi, xuống bếp nha. Dạ. Từ xuống bếp. Mai mốt con đi tu cho con xin vô với nha. Xin sư phụ. Đây sư không có quyền. Dạ. Sư chỉ là phụ trách là phụ trách là dọn dẹp, quét lá đó, lá rụng. Xin sư phụ nào, tên gì ạ? Sư cả phụ trách. Sư cả Bụi Chánh. Rồi mình lên gặp sư Bụi Chánh. Sư phụ cốc ổng đây nè, cốc chủ trì đây. À, cốc chỗ này luôn. Cốc ổng đây. Còn cái này góc phòng. Ai mà có muốn đi tu vô đây xin sư Bụi Chánh. Xin sư phụ ổng cái lòng từ bi là ổng ai cũng nhận vô thôi nữa. Dạ. Làm cái tâm từ bi mình vô mình làm phun quả mình quét xăng. Đó dạ. Sáng là cũng hay quét rồi. Tới mùa cây lá nó cũng đây nè. Dạ. Có cây lá nó cũng để cho mình phải quét. Dạ. Quét xong mà cái có người hốt. Dạ. Ai phân công ra ai tưới cây thì tưới còn dạ. Ai quét thì quét còn ai làm thì làm đó dạ. Là vậy đó nên bếp đây nè dạ bếp đây bếp đẹp quá không dễ xe vô đường dễ đứt vô dạ, đây dạ được chưa chưa không dễ đi đứt vô kêu anh đánh lái được cái đứt vô đây không đậu ngoài lục đường ít có ba bịch không dễ vô dễ vô để lắc xe tải thì dạ. Ngàn dễ dễ vô đây luôn anh dễ vô để lắc xe tải á nên xe tải xe bảy tám chín tấn á nên chở đồ á dạ, dạ. Nên đi nó vướng xe mình dễ luôn anh ơi anh vô gặp thầy bếp á anh nói cho tôi cúng mấy sư kia chỉ cúng trên dây cầm nước đó anh vô anh gặp mấy người nhà bếp đổng đi dạ, bếp nó được chạy dạ đi vô nhà bếp đây là nhà bếp nha cả nhà chùa nha đồ ăn rất nhiều nè đây là những cái một món thực phẩm chay đó rau này, đậu hũ này. Đồ hũ nè, đồ chay rất nhiều cả nha. Vô mình gặp nhà bếp. Cô ơi, dạ, chào cô. Cho con cúng giường trên dây với khoai lang. Dạ để đâu cô? Để làm nước rồi. Khoảng 40 kg. Nè có chiếc xe chống đó, anh đẩy gần trước đi kia. Dạ. Lâu. Ở đây là mình chưa nấu cơm chay hả cô? Dạ. Nấu nhiều quá. Quá trời luôn. Dạ, cái món đủ các món ha. Đây là những cô đầu bếp tự nguyện.
Nhìn ngon quá, nhìn miếng đậu hũ là muốn ăn rồi đó. Ngon quá. Kiểu giống như Thái Lan vậy đó. Món chùa Thái Lan. Rồi. Đây, chèm dây đây. Này cũng ba hơn 30 kg. Nhiều đây là làm nước á. Ok luôn. Rồi, cảm ơn anh. Xe này đẩy nó hơi cong kênh. Vô lấy, vô lấy. Nó hết. Vô đây mát mẻ, yên tĩnh đi. Yên tĩnh, vô tu được mà. Anh ăn trước nè, vô đây điện lại cái. Thôi, bận quần đùi không đi ha. Thôi, bận quần đùi không vô. À, đúng rồi, bận quần đùi. Để em ra em lấy cái. Chờ xíu mà. Đó rồi. Ok em. Chùa này là dạng như chùa Thái Lan cả nhà. Ăn đều ăn chay ăn mặn được hết nha. Đến Phạm Thị Bảo Pháp Danh Nguyên Dưỡng 85 tuổi mất ngày 17 tháng 3. Giờ Tuấn đi vô Tuấn lấy cái. Nguyễn Văn Châu Hương. Đây là khu chánh điện cả nhà. Mất ngày 8 tháng 10 2022. Và cầu siêu cho mẹ là cô Đỗ Thị Bình mất tháng 11 đây, đây là khu chánh điện rất là lớn cả nha. Tu nữ Diệu Minh Vũng. Bây giờ Tuấn sẽ vô thắp nhang nha. Chùa này là kiểu chùa Thái. Kiểu chùa Thái giống như ở bên Thái Lan với Campuchia rồi đó. Này thì Tuấn cũng quay nhiều rồi. Đây cả nhà. Xin cầu siêu con cúng chanh dây với con Hoa Lan. Sao con là bên nào? Bên con là Tuấn Container bên YouTube. À, dạ. Không có gì đâu. Thì con nãy con đem vô nhà bếp thì con thấy cũng có cá đúng chiên nè. Đó mà đấy. Ở đây là gọi là những tự do chứ tự không do. Có không, không, không sát sinh đâu. Không sát sinh. Nhưng mà ví dụ như cái gì mà có mình ăn. Đúng rồi, có mình ăn. Mấy ông người ta ăn phở, ăn vịt, ăn gà rồi đó. Nhưng mà không cho sát sinh. Ở đây không sát sinh. Không sát sinh. Ở đây nó còn làm ăn gì được, còn không có chắc kinh gì hết. Dù như chứ mình rồi có là ăn, có cứ gì cũng được hết, ai cho cái gì mình ăn cái đó. Ra ngoài, còn trong đây thì không có chắc kinh gì hết. Ở đây nhà chùa có tổ chức nấu mấy người cúng á, người ta bỏ tiền vô, người ta gạo thóc tháng nào cũng có nhiều người vô đây. À, tại nhiều người ta làm từ thiện. Vô đây ăn đầy đủ, cho người trong người ngoài ăn hết. Dạ. Còn ăn chay ăn mặn gì tự do. Người ngoài muốn vô ăn cũng bình thường hay? Phật tử là vô được hết. Yeah. Gọi là Phật tử á. Còn mấy ông sư thì nó không mỗi người ở cái cốc á. Yeah. Chùa cốc cho hết. Chùa này nhiều cốc á. Rất còn rộng lắm con. Ở chùa đây chùa người Khmer người nó Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan với Khmer giống nhau mà. Đúng rồi. Nhưng mà ba phái được. Thái, Khmer, Thái Lan. Chú chạy ôm đây là ngày nè. Có đậu xe rồi đó. Nhà chú ở khúc nào? Chú ở trên dây vậy ăn. Đấy. Đây. Chú lấy ít về ăn. Chú lấy khoai lang với chanh dây luộc. Khoai lang Đà Lạt á. Dạ, con bán nguyên xe luôn á. Một ngày con dọn vé bằng số biết rồi. Dạ, ngày con bán cả tấn á chú. Ui dạ. Cái này để lâu được không? Chanh dây để lâu được. Con bán mà con bán. Con bán riết mà con lỗ quá mà con. Chị để lâu mà đây để héo quen. Con lỗ quá mà con vô chùa luôn á chú. Yeah. Lần tính đi tu luôn. Chanh dây chú để lâu mình. Ở đây tu luôn rồi cả nhà. Ở đây thoải mái, ở đây mấy ông tu ăn tùm lum đó. À, ở đây cái gì cũng ăn được hết. Đừng xách hành là được đúng không? Dạ. Mình mà ở đây. Thôi chúc chú nhiều may mắn nha chú. Dạ. Mình mà ở đây mình trưa mà đó bụng không có tiền vô đây ăn bình thường mà. Ok. Rồi chúc chú hạnh phúc luôn, chào chú luôn. Rồi. Giúp làm phước mày làm phước. Rồi. Bắt lấy đi, mọi người ít. Rồi. Mấy cái về uống. Lấy về uống. Trên dây giống có gì đó. Đây con có đồng lạnh nha, con nặng em lên con làm.
cảm ơn quá nhiều. Lấy thêm đi chị. Đây. Nãy biết phát ngoài này. Hả? Nãy biết để một bịch ngoài này. Không, con để đây chút người ta lấy nè. Để đóng hết rồi. Để trong đó hết rồi. Không, nếu con không có cần thì con để đây chút người ta vô ta lấy. Bây giờ ăn cơm á, 1:30. Nó nhiều nhiều quá con, đầy bịch luôn. Cái này uống mát lắm á, này trên dây rồi là ok. Thêm mấy trái nữa chị. Chúc chị vui vẻ ha. Nãy đúng ra mình để ngoài đây một bịch mình đi phát có lý rồi ha. Đúng rồi. Mình thao lỡ là thôi. Ở đâu mình cũng cũng quả hết rồi mà. Rồi ok, anh em Trình đi về cả nhà. Trình anh em đi về cả nhà ơi, mới đi phát xong rồi. Anh Huy có cảm nhận gì về khi đi tới chùa này không? Ông mình thì không có bỏ đồng tiền nào ở đây, nhưng mà mình đi theo cho vui, nhưng mình cảm thấy vô chùa thấy nó khỏe khoắn, với lại thấy nó vui. Mình đi làm từ thiện giùm người ta mà mình thấy người nó vui ra. Công nhân vô chùa mát mẻ lớn, đẹp. Chùa anh em nào mà ở gần chùa mà không có tiền bạc ăn uống thì cứ vô chùa ăn miễn phí. Chùa đó cho miễn phí luôn đó cả. Anh em cứ thất nghiệp hay không có tiền cứ vô ăn bình thường hết, không có vậy đó. Chùa lúc nào cũng đón chào hết đó. Hồi nãy sư nói vậy đó, đúng không anh? Đúng rồi, nãy sư cũng có nói những gặp vợ chồng ngoài xã hội sống khó khăn vô chùa tu, thầy cho tôi tu bình thường hết, nhưng mà tôi không có xuống tóc nha bạn, vẫn cất cho một cái chờ một cái chòi chồng một cái chòi để tu tâm, cảm thấy mai mốt muốn tu được nữa thì xuống tóc, còn không được nữa về với xã hội bình thường. Mà mình thấy cái chùa đây thấy thoải mái á, cưu mang hết, không có phải người này người nọ vậy đó, ai vô chùa ăn uống cũng bình thường hết đó mọi người. Tao thấy cái chùa này được đó nha. Ok cả nhà, rộng rãi to ghê. Cũng quay cho mọi người biết chùa đó là Thiền viện Phước Sơn nha cả nhà. Thì nói chung là chùa ai mà muốn vô thiền mua tập ok cả nhà. Chùa cưu mang hết tất cả mọi người mà. Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo luôn. Thì hành trình giờ anh em đi về cả nhà ơi. Thấy, hiện tại thấy bà con mua bán thấy rất là ế nha. Giờ này đâu ai mua? Đúng rồi. Nếu ta mua buổi sáng. Một buổi sáng, hai buổi chiều. Đúng rồi, công nhân, giờ công nhân về. Thấy gì chứ mua bán bà con ngồi bán từng ký, phải đơn giản đâu cả nhà. Đó nhìn nhìn nè. Đó có ai đâu. Đó ngồi quá trời luôn. Đó có ai mua đâu thấy không? Chôm héo hết. Tình hình rất căng cả nhà. Đây sầu riêng, bên này có một anh trai đang bán sầu riêng. Riêng mà có 40.000 ký ta. Dữ giá mà. Rất dữ ha. Đó. Giờ buôn bán cạnh tranh cứ chỗ nào cũng bây giờ tạm thời tốn về tốn cất xe luôn. Hẹn gặp cả nhà vào những clip tiếp theo. Chúc cả nhà mình nhiều may mắn và hạnh phúc.